Chào mừng các em quay trở lại. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện cổ tích hay nhé. Mời các em lắng nghe. Ngày xưa, trên một đồng cỏ yên bình, có một chú thỏ nhỏ xinh xắn tên là Thumper. Thumper không phải là một con thỏ bình thường. Anh ta có bộ lông trắng như tuyết mềm mại nhất và chiếc mũi co giật đáng yêu nhất có thể khiến bất cứ ai mỉm cười. Thú tiêu khiển yêu thích của Thumper là khám phá đồng cỏ, nhảy từ đám cỏ ba lá này sang đám cỏ ba lá khác. Một ngày nắng đẹp, khi đang gặm một chiếc cỏ ba lá thơm ngon, anh phát hiện ra một cái hang bí ẩn ẩn dưới bụi cây. Sự tò mò lấn át anh, và anh quyết định mạo hiểm vào bên trong. Trước sự ngạc nhiên của anh, cái hang dẫn đến một thế giới ngầm bí mật tràn ngập những bông hoa đầy màu sắc, những viên pha lê lấp lánh và những sinh vật thân thiện. Thumper bị mê hoặc và kết bạn với những chú bọ rùa hiền lành, chú chuột chuỗi già khôn ngoan, và những chú bướm vui tươi gọi nơi ẩn náu này là nhà của chúng. Một ngày nọ, Thumper biết được đồng cỏ đang gặp nguy hiểm. Một cơn bão đang đến gần và cư dân của đồng cỏ cần tìm một nơi an toàn để vượt qua cơn bão. Quyết tâm giúp đỡ, Thumper tập hợp những người bạn mới quen của mình và dẫn họ đến nơi an toàn, trong khu bảo tồn dưới lòng đất. Khi cơn bão hoành hành phía trên, Thumper và những người bạn giúp vào nhau, chia sẻ những câu chuyện và tiếng cười. Trái tim nhân hậu và bản tính quan tâm của chú thỏ đã khiến chú trở thành một nhà lãnh đạo được yêu mến ở thiên đường nhỏ bé của họ. Cuối cùng khi cơn bão đi qua, đồng cỏ vẫn còn nguyên vẹn nhờ sự dũng cảm và suy nghĩ nhanh nhạy của Thumper. Tin đồn về hành động anh hùng của Thumper lan truyền và chẳng bao lâu sau, anh trở thành huyền thoại ở đồng cỏ. Cái hang từng bị ẩn giấu đã trở thành biểu tượng của sự đoàn kết, nơi tất cả các sinh vật dù lớn hay nhỏ có thể đến với nhau khi cần thiết. Kể từ ngày đó trở đi, bất cứ khi nào ai đó cần một người bạn hoặc một bàn tay giúp đỡ, họ có thể trông cậy vào Thumper, chú thỏ bảnh bao với trái tim rộng lớn như chính đồng cỏ. Và vì vậy, giữa lòng đồng cỏ yên bình, câu chuyện về Thumper đã trở thành một câu chuyện đáng trân trọng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhắc nhở mọi người về điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi lòng tốt và lòng dũng cảm hợp lực ở những nơi không ngờ nhất. Cảm ơn các em đã lắng nghe, một câu chuyện thật hay và ý nghĩa phải không nào các em? Hãy like và đăng ký kênh để nghe nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa nhé các em. Chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan và học giỏi nhé.